Xin chào các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Ở kỳ trước, chúng mình đã đem tới cho các bạn bài review về TV series của Mahou Sentai Machiranger. Hôm nay, vẫn trên tinh thần kỷ niệm 15 năm ra mắt của bộ phim, chúng mình sẽ tiếp tục thực hiện một bài review về phần phim điện ảnh của loạt phim này, đó là Mahou Sentai Machiranger The Movie, cô dâu của Infasia. Nào, cứ bắt đầu luôn nhé! Trước tiên như thường lệ, vẫn sẽ là một vài thông tin cơ bản xoay quanh tập phim này. Mahou Sentai Machiranger The Movie, cô dâu của Infasia là tập phim điện ảnh của Machiranger khởi chiếu vào ngày 3 tháng 9 năm 2005 và sau này được phát hành dưới định dạng Blu-ray và DVD vào ngày 28 tháng 4 năm 2016. Phim được cho là lấy bối cảnh và mốc thời gian khoảng giữa stage 25 tới stage 29 của TV series. Giờ ta bước vào tìm hiểu cốt truyện của phần phim này nhé. Phim bắt đầu với trận bóng đá của Kai và các bạn học tại trường. Sau trận bóng, Kai có bắt chuyện với Yamazaki và hỏi thăm tình hình giữa cô bé và vị pháp sư áo đỏ Magi Red. Vì luật lệ của Magitopia là không được phép tiết lộ danh tính của bản thân cho người ngoài, nên ở thời điểm này, Yamazaki vẫn chưa biết Kai chính là vị pháp sư áo đỏ. Kai đã mở lời với Yamazaki rằng nếu cậu ghi được bàn trong trận bóng kế tiếp, thì cô bé sẽ quên đi vị pháp sư áo đỏ và để mắt đến Kai. Ngay lúc đó, kẻ phản diện chính của phần phim này, Minh thú nhân Berserker King Groom The Breeden xuất hiện cùng với siêu thú khổng lồ Living Sword và tấn công gây náo loạn thành phố. Sau khi tiếp cận được Yamazaki, cảm thấy được sự thuần khiết tỏa ra từ vẻ đẹp của cô, hắn đã quyết định bắt cóc cô về làm cô dâu của Infasia. Anh em nhà Ozu phải xông trận, biến thân trở thành các Machiranger để chiến đấu với siêu thú Living Sword, nhưng họ đã bị lánh bại và không thể cứu được Yamazaki. Theo như truyền thuyết, Minh thú nhân Berserker là những chiến binh hung ác, tàn bạo nhất của Infasia, luôn khao khát tìm kiếm những trận chiến ngay cả khi đã chết. Tất cả những linh hồn khát máu đó đều đã bị kẹt lại bên trong bộ giáp của Berserker King Breeden. Và theo như lời tương truyền, khi Berserker King kết hôn với một cô gái mang trái tim thuần khiết, tất cả những linh hồn kẹt bên trong bộ giáp đều sẽ được giải phóng và khai sinh nên một đội quân kỵ sĩ thiện chiến, đáng sợ và bất tử. Nếu điều ấy trở thành sự thật, sẽ không một ai có thể đủ sức ngăn cản đại họa đấy được, nên bằng mọi cách, nhóm Machiranger phải ngăn cản cuộc hôn nhân này lại. Và để làm vậy, họ phải tới được xào huyệt của đám Infasia. Nhưng để làm được việc đó, các Machiranger phải lên thiên giới Machitopia, mượn sức mạnh của ngựa thần một sừng Unigoron, chú ngựa có thể đi đến bất kỳ địa điểm nào trong tam giới. Và hành trình đi giải cứu cho Yamazaki, cũng như ngăn chặn đại họa diệt vong từ đoàn quân Berserker của Machiranger bắt đầu từ đó. Nhìn chung để nhận xét về cốt truyện, Mahou Sentai Machiranger The Movie, cô dâu của Infasia là một phần phim lôi cuốn với mạch cốt truyện tiến tính dễ theo dõi, dễ nắm bắt. Phim vẫn đem trong mình tông màu sẩm tối đặc trưng có được từ TV series, cũng như có nhiều khoảng kịch tính có thể giữ chân khán giả. Vì tập phim được xây dựng để khai thác tập trung chủ yếu vào nhân vật Kai Ozu, Magi Red và câu chuyện tình cảm của cậu, nên các thành viên khác trong gia đình nhà Ozu trở thành kíp phụ tương đối mờ nhạt. Đó có lẽ là một điểm trừ của phim đối với những bạn muốn thấy được nhân vật yêu thích của mình được tỏa sáng với nhiều đất diện hơn. Song đối với cá nhân nhóm chúng mình, với tổng thời lượng gần 40 phút cho tập phim này, thì Machiranger The Movie, cô dâu của Infasia đã làm tương đối tròn trịa ở mặt cốt truyện. Tiếp theo, ta sẽ tiến tới nhận xét về nhân vật của bộ phim. Đầu tiên, về gia đình nhà Ozu và thầy giáo Hikaru. Vì các diễn viên thủ vai vẫn duy trì được phong độ diễn xuất trong tập phim điện ảnh này, và bởi nhân vật của họ cũng không có quá nhiều biến chuyển hay sự phát triển trong tính cách, nên mình sẽ đi lướt qua họ để tiến tới hai nhân tố góp mặt mới mẻ trong tập phim, đó là kẻ phản diện chính, minh thú nhân Berserker King Groom The Breeden và tổng lãnh thiên thần Magio. Đầu tiên, đối với Berserker King Breeden, tên phản diện này được xây dựng với tạo hình khá đẹp mắt, với bộ giáp triệu kỵ sĩ đậm hơi hướng phương Tây. Đây cũng là một kẻ với thực lực khá đáng gờm, khi hắn có thể chiến đấu trên cơ và gây không ít khó dễ cho thiên không dũng giả Magic Sai. Song, có lẽ đây là tất cả những điểm sáng mà mình có thể khen ngợi ở nhân vật này, bởi dù tạo hình có đẹp và sức mạnh cũng không phải là dạng vừa, nhưng hắn vẫn chỉ là một kẻ phản diện có phần tầm thường và mờ nhạt, nhiều so với tuyến phản diện đáng nhớ trong TV series. The Circle King Breeden được xây dựng không có nhiều chiều sâu và những phản xạ tương tác khá là non nớt, và mặc dù ở nửa đầu phim, hắn tạo được ấn tượng khá tốt cho người xem, và nửa sau, hắn bất chợt trở thành một tuyến phản diện khá đáng quên. Giá mà phần phim chịu đầu tư chăm chút hơn cho thế lực phản diện chính, thì có lẽ phim sẽ trở nên gay cấn và thú vị hơn nhiều. Còn về tổng lãnh thiên thần Magio, thì ở phần phim điện ảnh này, khán giả sẽ được thấy nhiều hơn những biểu cảm và tương tác của bà.
Majio đã khé lộ cho người xem về câu chuyện quá khứ của cha mẹ nhóm Majiranger, Brejo và Miyuki Ozu và về lòng dũng cảm mà những người con đã được thừa hưởng từ cha mẹ của mình. Chỉ với vài phân cảnh xuất hiện ngắn ngủi, nhưng nhân vật dễ tạo được thiện cảm trong lòng người xem bởi biểu cảm rất tự nhiên, dễ thương, có được nhờ công đầu thuộc về diễn xuất gạo cội của nữ diễn viên quá cố Machiko Soga, người từng xuất sắc hóa thân vào bộ phù thủy độc ác Pandora trong Kuryu Sentai Gyuranger. Về phần âm nhạc, phần phim điện ảnh này vẫn sử dụng lại những bản BGM từ trong TV series, cũng như bản opening Magiranger và bản ending Jumon Kurin Magical Force. Và ngoài ra, phim đã được thêm một ca khúc mới, đó là Song for Magitopia, được ghép phần phân cảnh khi anh em nhà Ozu được đưa lên Magitopia và gặp gỡ những thiên thần nguyên tố đã ban sức mạnh cho họ. Đây là một ca khúc hào tráng, sôi động và khá là bắt tai. Xét về mảng hành động và kỹ xảo, thì có lẽ đây là điểm mạnh lớn nhất của tập phim này. Maho Sentai Magiranger The Movie, cô dâu của Infasia đã đem đến cho người xem những trận chiến mãn nhãn, nảy lửa, đẹp mắt với thời lượng tương đối dài, kết hợp mượt mà giữa kỹ thuật hành động, góc máy và kỹ xảo đẹp mắt. Không chỉ là những cảnh chiến đấu của nhóm Magiranger, mà cả cảnh chiến đấu bằng Gatai ở cuối phim cũng được đầu tư rất chỉnh chu, tất cả đem lại cho người xem một trải nghiệm giải trí, một bữa tiệc thị giác tuyệt vời. Vậy trên đây là bài review đánh giá của chúng mình về phần phim Maho Sentai Magiranger The Movie, cô dâu của Infasia. Nhìn chung, phim đem đến một cốt truyện tương đối tròn trịa, cùng kỹ xảo và hành động khá xuất sắc, nhưng lại gặp điểm trừ ở việc xây dựng một kẻ phản diện thiếu ấn tượng, thiếu chiều sâu. Song, nếu như bạn yêu thích series phim Maho Sentai Magiranger, thì có lẽ phần phim điện ảnh này bạn cũng không nên bỏ qua, vì ít nhiều những hệ quả trong tập phim này sẽ liên quan tới những sự kiện trong series chính. Nếu như bạn có cảm nhận khác về tập phim điện ảnh này, hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share video để nhiều người biết hơn tới sản phẩm của RTK Media. Đồng thời, subscribe cho kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Rin của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!